Phunro TV xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 9 tháng 2 năm 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn cùng gia đình ngày mới mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, giá cà phê ở hai sàn phái sinh đồng loạt bật tăng mạnh. Trên sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022 tăng 13 USD trên tấn với mức tăng là 0,58%, lên mức giao dịch là 2.246 USD trên tấn, quy đổi theo tỷ giá đồng USD tương đương với mức giá là 51.000 đồng một kg. Còn ở kỳ hạn giá tháng 5 năm 2022, giá cà phê tăng 16 USD trên tấn với mức tăng là 0,72%, lên mức giao dịch là 2.234 USD trên tấn, tương đương với mức giá là 50.800 đồng một kg. Các mức tăng đáng kể, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức trên trung bình. Còn tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica trong phiên vừa qua bật tăng rất mạnh. Ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2022, giá cà phê tăng 7,3 cent trên bao với mức tăng tới 3,02%, lên mức giao dịch là 248,95 cent trên bao. Kỳ hạn giao tháng 5 năm 2022, giá cà phê tăng 7,1 cent trên bao với mức tăng là 2,93%, lên mức giao dịch là 249,4 cent trên bao. Các mức tăng rất mạnh, khối lượng giao dịch thì tăng kỷ lục trong phiên vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên vừa qua, giá cà phê trên cả hai sàn bật tăng rất mạnh, với cà phê Arabica đã leo lên mức cao nhất trong 2 tháng và cà phê Robusta lên mức cao nhất trong 2 tuần. Nguồn cung cà phê toàn cầu suy giảm đã thúc đẩy quỹ mua cà phê kỳ hạn hôm thứ Ba, sau khi tồn kho cà phê Arabica do ECE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 22 năm là 1.078 triệu bao vào thứ Hai. Ngoài ra, hôm thứ Hai, tồn kho cà phê Robusta do ECE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm là 9.212 lô. Giá cà phê tăng nhanh vào cuối ngày thứ Ba sau khi tổ chức cà phê quốc tế ICO cắt giảm ước tính thặng dư cà phê toàn cầu năm 2020-2021 xuống 1,2 triệu bao từ mức ước tính trước đó là 2,41 triệu bao của tháng 1. ICO cũng báo cáo xuất khẩu cà phê toàn cầu năm 2021-2022 từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 đã giảm đi 1,6% so với cùng kỳ, xuống 31.289 triệu bao. Về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá cà phê điều chỉnh tăng thêm 300 đồng trên 1 kg, với mức giá được thu mua từ 40.400 tới 41.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, sáng nay ghi nhận ở mức 40.400 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Di Linh, giá cà phê là 40.300 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, sáng nay ghi nhận ở mức 41.000 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 40.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai có mức giá là 40.900 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Prông, mức giá là 40.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, sáng nay ghi nhận ở mức 41.000 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Đắk Đờ Lấp, giá cà phê là 40.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay ghi nhận ở mức là 40.800 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đồng Nai, sáng nay cũng ghi nhận ở mức 41.000 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Bình Dương, mức giá là 41.200 đồng 1 kg. Hai địa phương này cũng tăng thêm 300 đồng cho 1 kg so với phiên giao dịch trước. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ghi nhận ở mức là 41.400 đồng 1 kg. Theo ghi nhận thì giá công ty sáng nay thu mua ở mức là 41.100 đồng 1 kg. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay ngày 9 tháng 2. Phunro TV cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.